Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 6 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Dưới tác động mạnh mẽ của cục diện tí mùi tương hại, tháng 6 âm lịch này sẽ không phải là một khoảng thời gian thuận lợi, dễ dàng đối với người tuổi Tý bạn cần phải cố gắng thật nhiều nếu muốn vươn lên khẳng định bản thân và không bị khó khăn hạ gục. Trên phương diện sự nghiệp, tính cách cực đoan, thích làm việc một mình, không muốn ai can thiệp vào việc riêng khiến bạn không ít lần gặp phải sai lầm. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi tí âm lịch khuyên bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại bản thân mình, như vậy mới hạn chế được những rắc rối không đáng có. Thêm vào đó, tháng này có điểm báo tiểu nhân hãm hại, bạn cần đề phòng hơn những kẻ chủ động tiếp cận mình, tránh để kẻ đó nhân cơ hội cướp đi công lao mà bạn rất vất vả mới có được. Phương diện tài lộc của người tuổi Tý không có những biến động thực sự rõ ràng. Có lẽ các mối quan hệ chưa rộng rãi khiến bạn khó có thể tiếp cận được với những cơ hội triển vọng. Thời điểm này, bạn nên chú ý bồi dưỡng kiến thức của bản thân đồng thời hòa đồng hơn, mở rộng các quan hệ với khách hàng, đối tác thì khoảng thời gian sau đó, việc làm ăn mới có nhiều triển vọng tình duyên của bản mệnh có nhiều dấu hiệu ảm đạm. Cục diện tương hại khiến vợ chồng dễ rơi vào cảnh xa cách, đồng sàng dị mộng. Hai người cần trò chuyện, tâm sự và thật lòng với nhau nhiều hơn nếu muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Những người còn độc thân cũng khó tìm được đối tượng triển vọng. Bạn cần phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi trong thời gian tới. Tử vi tuổi Tý tháng 6 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Tý phải sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều khúc mắc trong sự nghiệp vào tháng 6 âm lịch này. Do có cục diện tương hại ngăn trở, bạn làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ngấm ngầm rèm pha, hãm hại. Thời điểm này, bạn có thể sẽ phải phụ trách một khối lượng công việc khá lớn, khiến bạn luôn rơi vào trạng thái vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng phải giảm bớt. Bạn cần phải giữ tâm lý lạc quan, tích cực không nên than vãn quá nhiều bởi việc ấy không đem lại tác dụng mà chỉ khiến bạn thêm nhụt chí bản mệnh cũng cần thay đổi bản tính cực đoan cứng đầu cứng cổ chỉ thích làm theo ý mình tính cách ấy chính là nguyên nhân khiến bạn lâm vào hết rắc rối này đến rắc rối khác mà không ý thức được sai lầm của bản thân để có cách sửa sai hữu hiệu tháng này bạn dễ phạm tiểu nhân vì thế cần phải chú ý hơn đến việc kết bạn tránh để kẻ xấu có cơ hội tiếp cận mình tuy nhiên dù có rơi vào trường hợp bị kẻ xấu hãm hại bạn cũng cần giữ cái đầu lạnh không nên hành xử nóng nảy nông nổi khiến chuyện càng lúc càng rắc rối phức tạp Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, chắc trở nhưng bản mệnh không nên giữ những suy nghĩ quá bi quan bởi quanh bạn vẫn có các tinh tử vi và giải thần chiếu mệnh. Bạn nên sống hòa đồng hơn với bạn bè, đồng nghiệp, chớ nên ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình. Nếu bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh thì đến khi bạn gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ. Nếu không ngừng cố gắng thì dù có hơi vất vả một chút, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng này tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi tí âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi tí âm lịch tình hình tài chính của bản mệnh cũng không có nhiều khởi sắc trong tháng này. Bạn phải cố gắng thật nhiều mới mong gặt hái được phần nào công sức lao động của mình. Dưới ảnh hưởng của cục diện tí mùi tương hại, bạn nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh đặc biệt là khi phải nhận nhiều lời can gián của người ngoài thì bạn nên dành thời gian cân nhắc xem những quyết định của mình đã thực sự chính xác hay chưa người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ của mình để phòng kẻ xấu luôn xuất hiện xung quanh tìm cơ hội hãm hại bạn hãy hạn chế đến mức thấp nhất các lỗi sai không đáng có đừng để mình phải bỏ tiền túi ra để khắc phục các sai lầm về cơ bản thì tháng này bản mệnh nên tập trung làm tốt các công việc từ trước đến nay của mình hãy để ý đến xung quanh nhiều hơn nếu có thể thì nên giúp đỡ và mở rộng quan hệ với những người đáng tin cậy họ có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai các tinh tử vi và giải thần cho thấy chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ không chủ động gây thù kết oán với ai thì bạn vẫn có thể vượt qua được khoảng thời gian này một cách thuận lợi bên cạnh đó bạn hãy hạn chế chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết tháng này bạn có thể sẽ phải mất một khoản cho vấn đề sức khỏe, vì thế mà bạn cần phải có sẵn một khoản tiền dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Tý không có nhiều dấu hiệu tích cực. Thậm chí, tháng 6 này bạn còn phải đối diện với nhiều nguy cơ, nếu không kịp thời khắc phục thì dễ rơi vào cảnh chia ly, rạn nứt. Người đã lập gia đình cần cẩn thận khi gặp phải cục diện tương hại vợ chồng bạn có dấu hiệu đồng sàng dị mộng hai người cần phải chuyện trò và tâm sự với nhau nhiều hơn để hóa giải những khúc mắc không nên giấu mọi chuyện trong lòng không chia sẻ với người kia rồi lại tự mình nghi ngờ suy diễn khi gặp phải khó khăn trong sự nghiệp bản mệnh cũng có thể cùng trao đổi thảo luận với nửa kia của mình hai người cùng nhau đối diện với khó khăn sẽ khiến cho bạn cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn là việc một mình mình đối chọi người độc thân cũng không có nhiều đào hoa trong thời điểm này Thậm chí, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn còn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không thích hoạt động cũng như không muốn tiếp xúc với người khác. Việc tự cô lập bản thân mình khiến bạn khó có thể gặp được người như ý. Khuyên bạn nên mở lòng mình hơn, khoảng thời gian này có thể không nghĩ đến việc yêu đương nhưng hoàn toàn có thể kết thêm bạn bè mới, khiến cuộc sống trở nên vui tươi, mới mẻ hơn. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi tí âm lịch về phương diện sức khỏe sức khỏe là một trong những vấn đề đáng lo ngại của người tuổi Tý trong tháng 6 âm lịch này. Dưới tác động của sao bệnh, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm bất cứ việc gì. Một số người rơi vào tình trạng ăn kém, ngủ kém, lại thêm công việc vất vả, bề bộn khiến bạn dễ mắc các bệnh do thay đổi thời tiết, nhức đầu, đau dạ dày. Tuy những căn bệnh này không quá nghiêm trọng nhưng có thể kéo dài, gây ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Bạn cần tự tìm động lực cho bản thân mình, không nên quá buồn giàu vì mình không được khỏe mạnh như người khác. Thay bằng việc bi quan, tiêu cực, bạn nên sống lành mạnh hơn, ăn uống đầy đủ, sinh hoạt có giờ giấc khoa học, không nên làm việc quá sức của mình, đồng thời chú ý dành thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Làm được những việc ấy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu cải thiện. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tí trong tháng 6 âm lịch năm 2021. 1. Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết công việc khó khăn, chú ý kẻ tiểu nhân hãm hại. Quý nhân thân sửu, tiểu nhân mùi dậu. Màu sắc may mắn đen trắng. Hai canh Tý thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết chuyện làm ăn không có nhiều khởi sắc cần chú ý trước khi đưa ra quyết định. Quý nhân thìn sửu, tiểu nhân mùi mão. Màu sắc may mắn bạc xám. Ba, nhâm tý thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết nên mở rộng các mối quan hệ, cho người khác cơ hội quan tâm đến mình. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh ra trời. 4. Giáp tý thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Quý nhân, sửu, hợi. Tiểu nhân, tuất, ngọ, màu sắc may mắn xanh dương, trắng. Nam bính tý thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết vợ chồng đồng sàng dị mộng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Quý nhân thân thìn, tiểu nhân mão ngọ. Màu sắc may mắn ghi vàng kim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.